Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Đi dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Duy Khương cùng đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường qua các thời kỳ. Tháng 12 năm 1975, Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập. Tháng 11 năm 1976, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng ra đời. Đến năm 1994, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong ba trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Qua 40 năm, nơi đây đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm ngàn sinh viên, những người đã, đang và sẽ đi gieo trồng tri thức. Em cảm thấy mình như được sống trong một môi trường đã 40 năm tuổi và có một cái bề dày lịch sử như thế, thì mình rất là vui và tự tin khi là mình được đào tạo được từ những môi trường này. Trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là một trong 7 trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia và là trường đại học đầu tiên trong cả nước được triển khai đánh giá ngoài bởi một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập. Suốt trong quá trình 40 năm qua, có thể nói rằng là Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã có những cái lúc rất là thăng, rất là trầm. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quát thì 4 năm qua thì Trường Đại học Sư phạm liên tục phát triển. Cho đến hiện nay thì có thể nói rằng là một cái dịp 40 năm, cái quá trình xây dựng phát triển nó khẳng định một cái vị thế của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, được xem như là một trong những trường lớn của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Duy Khương gửi lời chúc mừng đến toàn thể các thế hệ giảng viên, sinh viên nhà trường nhân ngày vui 40 năm thành lập, đồng thời hy vọng nhà trường sẽ phát huy bề dày truyền thống, tích cực đổi mới, tiếp tục đào tạo nhiều lứa thầy giáo, cô giáo vẹn tài đức cho thành phố và khu vực. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã được nhận cờ thi đua chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2013-2014, cờ của Ủy ban Nhân dân thành phố nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường, nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Đà Nẵng.